Chào anh nhé, hôm nay mình đang cho em một em mồi mới để đi đi tập. Con này nó cũng được nó tầm 2-3 năm mất bỏ nên con khác này. Thì khi chúng ta nuôi bì mồi đấy, nhiều bác cũng rất chủ quan, thường thì nhiều bác cứ nuôi chờ nó già nên là mồi rất là khó. Nhưng con này mình đang thuần phục một anh bạn đam mê chơi ở nhà mấy năm rồi. Hôm nay hôm qua sư bác nụ của mình có nhờ mình mang đi với hộ, thì hôm nay mình đang cho ra một cái chỗ này hoàn toàn là không có bổi nhá. Thì mỗi một ngày mình sẽ treo nó ở đây nó tầm một vài tiếng, mai mình sẽ chuyển sang góc kia. Bình thường thì nếu như mà mình nuôi chim non mà mình nuôi từ non lên ấy, thì con chim nó tầm khoảng 4-5 tháng ấy là bắt đầu mình cho đứng nụ dần, và mình nó xách đi như này. Thì đến lúc mà con chim mà nó dày dạn lên rồi đấy thì nó sẽ tầm khoảng đúng 1 năm là nó sung lên, là mang đi cho nó chiến với bội, là thoải mái cho nó tập thêm một vài buổi nữa thôi. Thế còn như một con như này đi mang đi đấy thì sẽ có 2 trường hợp. Có những con thì nó sẽ, một là nó hoảng, còn trường hợp 2 là con nó không kêu nhưng nó không hoảng thì còn tắm được, nhưng mà cái loại mà nó hoảng thì không thể thể chấp nhận được. Thì hôm nay mình đi, mỗi lần đi mình sẽ cho nó ăn một con nhái này cho nó quen. Nếu như chim già đấy, chúng ta muốn làm mồi được thì chúng ta phải có kiên trì nhé, không như chim non. Nếu như con chim mà nuôi già nhà nuôi tầm khoảng độ, tóm lại là đã nuôi đến 2 năm ở nhà mà chưa đi bao giờ đấy, thì chúng ta phải kiên trì, chúng ta không thể ép nó ngay được, ép ngay thì con chim sẽ nó hỏng lắm. Nếu con chim mà nó đã nuôi ở nhà già như con này chẳng hạn, thì bắt buộc mình phải dành 1 tháng liền để tập, tại vì giống như bịp là sống mạnh thổ mà. Thì khi nhiều bác nuôi ở nhà nuôi già thì chim mình ở nhà rất là sung, kêu như máy, thì mình không bàn luận vấn đề đó. Tại vì sao khi ở nhà nó kêu ấy, tại vì nó sống ở nhà mấy năm liền ấy, thì cái vùng lãnh thổ của nó là vùng nhà của bạn, các bác nuôi đấy. Dâm ra là khi ở nhà trông với chủ như trông với bố này, nó rất là hăng, rất là kêu. Nhưng mình bảo làm luôn những con đấy nha, con nào mà chưa đúng nụp, cho ra đúng nụp một phát là đã hoảng rồi, chứ đừng nói là bước hai là cho ra khỏi nhà. Nên khi cho ra khỏi nhà đấy, như con này mình cho đứng đây được 3 buổi đấy, thì hôm nay cho nó bớt ngáo hơn, chứ còn không đột tiên ra đây cho nó hoảng thì thôi rồi. Nên là chúng ta sẽ đứng nụp, chúng ta sẽ kiên trì nhé, chúng ta sẽ phải cho đứng một vài hôm. Nếu các bác có thời gian đấy, không nóng vội đấy, thì chúng ta cứ xách đi như này, mỗi hôm xách đi một chỗ. Đến khi nào mà các thấy ở nhà kêu trong máy mà ra đây mà chúng ta kích loa từ xa mà con chim nó đấu lại đấy, thì lúc đấy thì chúng ta mới cho gặp bổi nhé. Và tuyệt đối là không dưng nụp lên nhé, các bác đừng dưng nụp, không được phép dưng nụp lên, mà chúng ta chỉ để cho đứng như này thôi. Thế còn nếu này, cái mẹt treo này thì để dành cho chúng ta, mà nếu mà chúng ta đi một con mồi của chúng ta mà nó kém, mà chúng ta muốn thuần con chim thuật chim bổi này, chim mồi này, mà chúng ta muốn bắt bổi luôn ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái này. Thì dùng như thế nào thì các bác thấy ví dụ nhé. Ví dụ trường hợp đây là con bịp mình đang ngồi, mình đang treo đây, mình hoàn toàn không dưng nụp chạm. Thì các bác chọn một cành trên cao, chúng ta sẽ chọn một cành trên cao này, chúng ta sẽ treo mẹt. Thì mỗi mẹt này sẽ chuyên dành cho ta đánh. Bình thường nếu mà đánh khi đánh chim mồi cứng ấy, thì mình đánh cả mấy mẹt này ấy, thì mình có thể túm được cả đôi, một con dính ấy thì một con sẽ nào vào mẹt. Các con chờ mà mồi mà mình đang đi tập ấy, thì mình muốn bắt ấy, thì mình sẽ dùng mẹt này bắt. Hoặc là khi con mồi mình hơi đuối đấy, thì mình có thể đặt xa hơn. Nếu mà đặt được xa được thì chúng ta tỉ lệ bắt được càng cao. Ví dụ như chờ như chỗ này mình đặt mà lật lụp đây, thì khu kia nó có mấy bụi kìa, mà chúng ta treo mẹt khu đấy thì vẫn chết bình thường luôn nhé. Nhưng hôm nay chỗ này gió to quá mình không đánh ấy, nên mình đi về. Hai con này nó cũng còn đang đi tập, nên là mục đích cũng chỉ để cho nó quen dần với môi trường tự nhiên, nên là sẽ không ép nó rút bổi. Con này phải tầm 2-3 buổi nữa,
nữa thì mình mới sẽ cho đi carbon.